trung tâm Sài Gòn buổi tối rất đông và vui luôn. Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn, chúc một buổi tối an lành và mát mẻ nha. Tối hôm nay rảnh nên đi ra thử đường Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm Sài Gòn, ở trung tâm quận nhất để xem tình hình như thế nào, cùng review cho tất cả cô chú anh chị và các bạn quan tâm theo dõi luôn nhé. Rất đông người ra phố đi bộ này ngồi hóng mát, dạo chơi cùng với gia đình. Có người lớn, có trẻ em, có nam, có nữ, có trai, có gái, các cặp đôi, già trẻ tới lớn đều rất là đông người ra ngoài phố này vui chơi. Phía trước có một cái xe mui trần, xe này để chạy đi du lịch vòng quanh của Sài Gòn đã hoạt động trở lại luôn. Xe này gọi là xe hop on hop off, theo học theo kiểu nước ngoài có chỗ về nha, ngồi ở trên mui trần đó. Xe sẽ chạy quanh thành phố, các điểm tham quan của thành phố về đêm, ngồi hóng mát trên trần mưa trần đó cũng rất là tuyệt vời nha. Ở các con đường, ở các khu vực khác xung quanh của Sài Gòn, các quận huyện khác thì đang rất là vắng về đêm, nhưng mà ở trung tâm Sài Gòn, ở đại lộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ này rất là đông người, cảm giác như là dịch đã qua từ lâu rồi cô chú anh chị và các bạn. Mọi người đã ra đây để đi vui chơi, dạo chơi cùng với gia đình, rồi ngồi tán dóc tâm sự ngắm cảnh về đêm. Một cái cảm giác sống động về đêm ở Sài Gòn rất là thú vị nha. Cô chú anh chị nếu mà đã có tiêm vaccine đầy đủ rồi, được ra đường rồi, cứ thoải mái ra đường vào trung tâm Sài Gòn này ngắm cảnh về đêm, xem tình hình như thế này rất là tuyệt vời nha.
Sài Gòn về đêm vẫn rất lung linh, rất đẹp, có tiếng chị bơi. Và nếu có dịp ra trung tâm Sài Gòn để dạo chơi ngắm cảnh về đêm, hãy ra trung tâm Sài Gòn nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị và các bạn ở những video clip kỳ sau. Chúc một buổi tối an lành, mắt khỏe, mạnh khỏe, bay vẻ bên gia đình nhé. Chào tạm biệt và chúc một đêm thật ngon giấc. Tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.